Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 4: Luyện từ và câu, mở rộng vốn từ sách và thư viện. Bài 1: Viết tên một số quyển sách em đã đọc. A. Truyện, ví dụ như là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký hay là Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, Cây cam ngọt của tôi. Rồi, em đã đọc quyển truyện nào thì em viết vào đây. B. Thơ, ví dụ như là Thơ thiếu nhi, Thả diều trên đê, Chuyện cổ nước Việt. C. Sách giáo khoa, ví dụ như là Tiếng Việt 4, Toán 4, Tiếng Anh 4. D. Sách phổ biến kiến thức, ví dụ như là 10 vạn câu hỏi vì sao, Thời thơ ấu của các thiên tài. Rồi, em tham khảo và làm bài. Bài tập số 2. Các em nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Chúng ta có 3 nhóm từ: hoạt động của thư viện, hoạt động của em ở thư viện, nhận xét của em về sách. Thầy giáo ví dụ hoạt động của thư viện như là bảo quản sách, phân loại sách, trưng bày sách, giới thiệu sách, cho mượn sách. Rồi đây là những hoạt động của thư viện. Hoạt động của em ở thư viện: mượn sách, đọc sách, trả sách. Nhận xét của em về sách: bổ ích, thú vị, hay, hấp dẫn. Bài tập số 3, các em viết một đoạn văn ngắn 4 đến 5 câu kể chuyện em đến đọc sách hoặc mượn sách, trả sách ở thư viện. Rồi thầy giáo ví dụ các em tham khảo. Chủ nhật tuần trước, anh Hải đưa em đến thư viện tỉnh. Nơi đây có đầy đủ các loại sách được phân ra làm các chủ đề riêng, rất khoa học và ngăn nắp. Em có cảm giác thật choáng ngợp. Quyển nào em cũng thích và cũng muốn đọc. Sau một hồi, em cũng chọn được một quyển truyện tranh mà em thích nhất. Cả hai anh em đọc sách mà quên cả giờ nghỉ trưa. Rồi các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.